chàng trai dũng mãnh đến từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Với nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ cuộc sống bình yên cho tất cả người dân, chúng tôi không lơ là, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Và một khi người dân gặp chuyện với bọn lính của Bảo Hỏa thì cho dù bất cứ nơi đâu, từ núi sâu hay vực thẳm, hay đến đỉnh núi cao chót vót, hay là qua bao nhiêu tầng mây, thì chúng tôi vẫn ở nơi đây, chúng tôi vẫn không sợ. Và dù bất cứ lúc nào khi mặt trời nói tiếng xin chào và chúng sẵn con gió phút mai, thì chúng tôi vẫn tập luyện ăn say, vẫn ở trong tư thế sẵn sàng. Vì chúng tôi là ai, chính là những chàng trai mang trong mình dòng máu anh hùng. Vì chúng tôi là ai, là chiến sĩ công an nhân dân, rất vì nước vân vân, và vì dân phục vụ hết mình hết sức đến nơi thở cuối cùng. Vì chúng tôi chính là lính cứu hỏa, khó khăn không là chi đâu, xung phong đi đầu tiên nha. Anh em ta cùng sông pha, anh em ta chơi hết ga, sợ chi những hiểm nguy kia, có lệnh là cùng nhau đi. Nếu người dân cần đến thì gọi ngay số điện thoại nóng 114. Ngày qua ngày và đêm qua đêm, những chàng trai 18-20 vẫn say mê tập luyện để giúp cho bản thân có được một ý chí sắt thép để đương đầu với lũ giặc lửa đang ngày đêm rình rập người dân. Tập luyện tuy hơi có mệt nhưng mà cũng không sao, vì đó là một đỉnh cao của nghệ thuật chiến đấu. Hãy cố gắng lên nào, vì cây lũ Bảo Hỏa đi đến nơi đâu cũng để lại bao nhiêu u sầu, để lại bao nhiêu nỗi thương đau, nói chung là toàn chuyện xấu. Nhà cửa thì toang hoang đổ nát, còn tài sản thì mất mát, chỉ còn lại đống cát nằm dưới đống cho tàn. Ôi thật là khủng khiếp, ác hơn là còn đe dọa đến tính mạng của người dân. Nói chung là không có gì tốt